Ngày hôm qua nghe được tin vẫn chưa rõ ràng, mà người dân cho rằng đang bán nước. Họ hùa theo kêu gọi nhau để đi biểu tình, mà trong khi không hề biết cái chi. Ai tung tin giật gân, ai bán thân cho tàu, sao không ai chịu nghe thật thấu đáo. Họ cầm theo bom xăng chan vô, đốt phá quê hương nhà. Giờ nhận ra mọi thứ thì ta lại đánh ta. Đừng vội nghe theo bất cứ ai, trước khi phân biệt đúng sai. Tất cả dân dù gái trai, để Việt Nam có tương lai. Khi giặc ngoài xâm chưa thấy đâu, mà chỉ thấy dân ưu đâu. Đám lưu manh cười nhếch môi, ngu thì chết thôi. Luật an ninh mạng sẽ được thông qua, để não mọi người sẽ được thông nha. Tất cả Việt Nam chúng ta là một, đừng để bọn tàu nghĩ ta là dốt. Đơn giản dễ hiểu nó là thế này, mục đích chính là ngăn chặn bọn phá hoài. Nếu không có thì tụi nó cứ phá hoài, để dân ta yên ổn mà làm ăn. Vì dân giàu thì nước nó mới mạnh, tự do ngôn luận thì phải trong lành. Chửi bới xuyên tạc như đài phát thanh thì chuyển phát nhanh, nếu chạy giam gần nhất trong đó có lính canh. Ai cũng muốn nước nhà trường tồn, mà tại sao lại không hiểu được rằng bao năm ta dựng xây giữ gìn hòa bình, thì đâu ngu để ngoại xâm cướp không. Ai tung tin giật gân, ai bán thân cho tàu, sao không ai chịu nghe thật thấu đáo. Họ cầm theo bom xăng chan vô, đốt phá quê hương nhà. Giờ nhận ra mọi thứ thì ta lại đánh ta. Đừng vội nghe theo bất cứ ai, trước khi phân biệt đúng sai. Tất cả dân dù gái trai, để Việt Nam có tương lai. Khi giặc ngoài xâm chưa thấy đâu, mà chỉ thấy dân ưu đâu. Đám lưu manh cười nhếch môi, ngu thì chết thôi. Đừng vội nghe theo bất cứ ai, trước khi phân biệt đúng sai. Tất cả dân dù gái trai, để Việt Nam có tương lai. Khi giặc ngoài xâm chưa thấy đâu, mà chỉ thấy dân ưu đâu. Đám lưu manh cười nhếch môi, ngu thì chết thôi. Luật an ninh mạng sẽ được thông qua, để não mọi người sẽ được thông nha. Tất cả Việt Nam chúng ta là một, đừng để bọn tàu nghĩ ta là dốt. Đơn giản dễ hiểu nó là thế này, mục đích chính là ngăn chặn bọn phá hoại. Nếu không có thì tụi nó cứ phá hoại, để dân ta yên ổn mà làm ăn. Vì dân giàu thì nước nó mới mạnh, tự do ngôn luận thì phải trong lành. Chửi bới xuyên tạc như đài phát thanh thì chuyển phát nhanh, để chạy giam dần nhất trong đó có lính canh. Ok.